Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Louis Fitness. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm whey protein hoàn toàn mới. Một sản phẩm whey protein rất là đặc biệt, đó chính là Clear Whey Protein của hãng Applied Nutrition. Còn bây giờ thì intro nào. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết một số thông tin của cái Clear Whey Protein này. Nó là cái gì và nó có cái gì khác biệt so với lại những cái dòng whey protein khác ở trên thị trường. Thì cái Clear Whey Protein này nó là một dạng protein tách sữa. Tức là nó đã tách hết toàn bộ cái sữa, cái vị sữa ở trong cái whey protein. Và nó chỉ giữ lại mỗi protein thôi, nó giữ lại cái whey protein thôi. Và sau đó họ sẽ thêm vào đó những cái hương liệu để tạo ra những cái thức uống bổ sung protein mang hương vị trái cây. Và khi mà mọi người uống whey protein, cái ly whey protein này á, thì mọi người sẽ thấy giống như là mình uống nước ép trái cây vậy đó, chứ không phải là uống kiểu như uống sữa như mọi người hay sử dụng những cái dòng whey protein khác. Đó, thì cơ bản nó là như vậy. Và đối với lại những cái dòng protein tách sữa như thế này á, thì hiện tại ở Việt Nam thì hãng Applied Nutrition là hãng có nhiều cái sự đa dạng về hương vị nhất. Thì cái Clear Whey Protein này á, nó là whey hydrolyzed whey protein isolate. Nó là whey thủy phân từ whey protein isolate. Cho nên á, là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về cái chất lượng protein của nó. Vì đã là whey isolate cho nên là những cái tạp chất á, nó đã bị loại bỏ gần như là hoàn toàn. Và đặc biệt là với cái công nghệ gọi là tách sữa nữa. Cho nên là trong cái sản phẩm này á, nó chỉ có thể gọi là chỉ còn lại là whey protein thôi. Đó, whey protein nó sẽ chiếm đa số. Và một cái gói như vậy á, nó sẽ có trọng lượng là 875g. Nó sẽ cho bạn là 35 serving và 21g protein cho mỗi lần dùng. Về hương vị á, thì Clear Whey Protein á, hiện tại Louis Fitness đang phân phối tổng cộng là 5 vị. Thì mọi người có thể truy cập vào website của louisfitness.com để có thể theo dõi, xem thêm nhiều thông tin về sản phẩm cũng như là những cái hương vị đang còn hàng. Thì cứ một bịch như vậy là 875g cho bạn là 21g protein trên mỗi lần dùng và tổng cộng là 35 serving. Ok. Và các bạn có thể thấy là cái bịch này là mình đã khui ra mình sử dụng rồi. Thì để mình lấy một cái bịch nguyên cho các bạn coi. Đây, ở đây mình có cái bịch vị dưa hấu. Đấy. Mọi người có thể thấy là cái bịch của họ, bịch của Applied Nutrition á, bao bì á, họ thiết kế rất là đẹp, rất là bắt mắt. Và cái chất lượng bao bì á cũng rất là tốt. Cho nên là những cái trường hợp mà bị kim đâm ở đây nè, kim đâm ở đây hay là bị châm chích lủng gì đó thì nó sẽ rất khó để xảy ra. Đó, các bạn có thể thấy đó, Applied Nutrition là một cái hãng mà mình rất là thích, bởi vì họ trau chuốt cái sản phẩm của họ rất là tốt, từ cái bao bì cho đến là cái chất lượng bên trong. Thì có thể nói là đây là một thương hiệu rất là cao cấp. Là một phần nữa là vì Applied Nutrition á, họ có những cái đối tác trong cái ngành thể thao rất là lớn, cho nên là cái chất lượng của họ nó cần phải được đảm bảo ở một cái tiêu chuẩn gọi là cao nhất có thể. Cộng thêm nữa là Applied Nutrition là đến từ Anh, thì các bạn cũng biết cái đó, tiêu chuẩn của Anh Quốc á, nó rất là cao, cũng như là cái tiêu chuẩn của châu Âu nói chung á, nó cũng rất là cao. Cho nên là để có thể sản xuất ra một sản phẩm và phân phối ở trong mỗi cái nước Anh thôi á, chưa nói đến toàn châu Âu nha, thì cái sản phẩm á, nó cũng đã đạt được rất là nhiều cái tiêu chuẩn cao rồi, cao hơn ở Việt Nam mình rất là nhiều. Cho nên là về cái chất lượng của sản phẩm á, mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại về cái thông tin của sản phẩm này nha. Thì cái sản phẩm này á, nó người ta cũng nói luôn á, ở trên đây nè, ở trong đây người ta có ghi nè, phía sau đây người ta cũng có ghi á, là đây không phải là một cái sản phẩm bổ sung protein thông thường mà mọi người hay dùng. Chúng tôi sử dụng công nghệ lọc thủy phân từ whey protein isolate và chúng tôi tạo ra một cái hương vị ngon, cảm giác gọi là gì ta? Refreshing. Refreshing có nghĩa là sảng khoái. Mình nghĩ là vậy. Sảng khoái, một cái thức uống protein sảng khoái có hương vị trái cây nhiều hơn là một cái loại sữa lắc. Tức là họ muốn tạo ra một cái sản phẩm bổ sung protein. Tức là Applied Nutrition muốn tạo ra một cái sản phẩm bổ sung protein, nhưng
uống nó giống như là uống nước trái cây vậy á, chứ không giống như là uống sữa lắc thông thường. Và họ muốn tạo ra một cái trải nghiệm mới, một cái sự lựa chọn mới cho người tiêu dùng. Cứ một serving của cái Clearway này á, nó sẽ cho bạn là 21g protein cùng với là 5g BCAA. Thì một serving của nó chỉ có 25g thôi nha mọi người. Một serving của cái Clearway này nè, nó chỉ có 25g thôi. Và nó cho mọi người là 21g protein với là 5g BCAA. Vậy là 26g mới đúng chứ. À, thực ra đúng của nó là cái BCAA là có 4 phẩy mấy gram thôi. Nhưng mà nó ghi trong đây là làm tròn là 5g. Ở bên này nó ghi là 4 phẩy mấy gram nè. Bên Nutrition Fact á thì nó ghi 4 phẩy mấy gram. Bên này nó ghi 5g. Thì cơ bản là như vậy. Thì cứ một serving á nó sẽ cho bạn là như đó. Và chỉ có 1g carb thôi. Tức là một serving này á nó chỉ có đúng 1g carb thôi. Và chỉ có 90 calorie thôi. Ít đường. Cho nên là đối với những ai mà đang trong cái quá trình gọi là ăn kiêng á, thì cái sản phẩm này có một cái lượng calorie cực kỳ thấp luôn, chỉ có 90g thôi. Và khi mà mọi người sử dụng sản phẩm này, mọi người sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều là mình có bị thừa calorie hay là không. Bởi vì cái lượng calorie của nó quá là thấp đi, chỉ có 90 calorie thôi. Và hương vị trái cây thơm ngon đã được thử nghiệm cho vận động viên và có cái chứng nhận HALA. Là cái chứng nhận này là những người đạo Hồi, những người Hồi giáo có thể sử dụng được. Đó. Và cái sản phẩm này á, thì người ta khuyến nghị sử dụng á, là cứ một muỗng là đi với lại 400ml nước lạnh nha mọi người. Nước lạnh nha, lưu ý nha. Nó ghi là with 400ml of ice cold water. Đó là nước lạnh nha. Và lắc nó lên. Đó. Chứ mọi người mà uống với lại nước lọc thông thường á, thì nhiều khi là sẽ không có tận hưởng được cái hương vị của nó như thế nào. Cho nên là người ta khuyến khích là pha với lại nước lạnh. Bên cạnh đó là sau khi mà mọi người lắc lên á, hãy để cho cái bình nó đứng 1 phút. Tại vì cái Clearway Protein này á, người ta đã, ngay từ đầu người ta đã ghi ở trên á, nó không phải, nó không giống như các loại protein thông thường mà bạn hay sử dụng. Nó không có giống như những cái loại protein khác. Và cái Clearway này á, nó có một cái điểm rất là yếu. Một cái điểm yếu của nó đó chính là nó rất là nhiều bọt. Khi mọi người lắc lên á, nó sẽ rất là nhiều bọt. Cho nên là người ta mới khuyến khích là hãy để cho nó đứng 1 phút, cho cái bọt nó tan hết. Rồi sau đó mọi người hãy sử dụng. Ok. Đó. Thì đó, tốt nhất là mọi người cứ làm theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Thì cái gì cũng vậy, bạn muốn có một cái trải nghiệm sản phẩm tốt nhất thì bạn nên làm theo cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Thì cái câu này là mình nghe được khi mà mình có một cái chuyến tham quan đến nhà máy IE Cook Việt Nam. Thì cái anh mà dẫn cái đoàn của mình đi ngày hôm đó thì anh ấy có nói là một câu như vậy. Và các anh ấy nói là nếu mà các em muốn ăn mì ngon á, thì các em hãy pha mì theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đúng nhiệt độ nước, đúng cái lượng nước và úp mì đúng cái thời gian mà người ta khuyến cáo, thì các em sẽ ăn một cái tô mì nó ngon nhất. Thì pha whey protein cũng vậy. Các bạn muốn uống whey protein mà ngon á, thì các bạn cứ pha theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất đi, thì nó sẽ có được một cái trải nghiệm, một cái hương vị nó tốt nhất, nó ngon nhất. Và bây giờ mình sẽ đi sâu vào những cái thành phần nó có ở trong này. Thì ở trong này nó chỉ có là hydrolyzed whey protein chiếm 95%, rồi những cái hương vị tự nhiên, rồi những cái chất tạo ngọt, rồi antiform agent là cái chống vón, nó chống vón á, thì sodium rồi này nọ cái thứ thôi, hết rồi. Thì cơ bản đây là một cái dòng whey nó khá là sạch, cơ bản là nó rất là sạch và nó chỉ có mỗi protein thôi. Đó là tổng quan về cái sản phẩm Clearway này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ pha cái Clearway này và mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái hương vị của nó, cái cảm nhận của mình. Ok. Ok, và bây giờ mình đang có ở đây là 400ml nước lạnh. Đấy, 400ml nước lạnh. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ quay vào. Thì cái bột của nó rất là mịn nha mọi người. Nó rất là mịn luôn. Nó rất là mịn cho nên là khi mọi người pha cái này á, mở này ra, hạn chế đứng gần những cái quạt, đứng thuận chiều gió hay là đứng gần quạt á, bởi vì nó sẽ thổi cái bột này đi lung tung hết. Đây,
mình sẽ cho mọi người coi cái bột của nó. Cái bột của nó nói chung là nó rất là mịn. Nói chung là mình cũng không biết làm sao cho mọi người coi được, nhưng mà nó sẽ rất là mịn. Mình múc ra nha. Ok. Nè. Máy của mình nó không có focus được. Đó, cái bột của nó rất là mịn. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ vào trong cái sucker. Hoặc cẩn thận chứ không là nó bay tung tung hết. Ok. Tại vì mình đang ở trong phòng và dưới cái chân mình nó có cái thảm. Mình không muốn dơ cái thảm. Mình sẽ bỏ cẩn thận. Ok, xong. Giờ là mình cất cái muỗng vô đây. Đó, đóng nắp lại. Phải đóng nắp lại sau khi khui ra. Để tránh trường hợp là có cái gì nó bay vào. Hay là đổ, hay là vô tình bị đổ nước vào. Đảm bảo cho cái sản phẩm nó được bảo quản tốt nhất. Ok. Giờ thì đóng cái nắp lại. Và lắc lên. Đấy. Này thì nó tan nhanh lắm, chỉ cần lắc có mấy cái là nó tan rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình lắc thêm để đảm bảo là nó tan hết, nhưng mà thực ra chỉ cần lắc mấy cái là nó tan là bọt có đầy rồi. Đây mọi người có thể thấy là nó rất là bọt, mình hạ cái này xuống. Đấy, mọi người có thể thấy cái lớp bọt của nó không? Nó rất là bọt và nó bọt lên tới trên đây luôn. Đó, tại vì nhà sản xuất cũng có nói là cái quay này á nó rất là bọt. Cho nên á là mình cần phải cho nó đứng ở đây 1 phút để cho cái bọt nó có thể tan hết, đúng như là cái hướng dẫn sử dụng luôn. Pha với là 400ml nước và lắc lên, sau đó để yên nó đứng đây 1 phút. Các bạn có thể thấy là uống cái quay này á nó khá là mất thời gian. Cho nên là người ta cũng có ghi luôn là cái clear quay này á nó không có giống như những cái dòng whey protein thông thường uống như là sữa lắc. Nó sẽ uống như là nước ép trái cây vậy đó. Và nước ép trái cây á thì khi mà mình lắc lên á thì nó cũng có bọt. Thì đó, cái này cũng y chang thôi, nó có bọt. Đó, thì bây giờ cái bọt nó cũng lắng dần rồi. Giờ mình sẽ thử và mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết về cái mùi vị của nó. Mặc dù mình đã dùng rồi, mình cảm nhận rồi, nhưng mà trong video này thì mình sẽ sử dụng lại. Thì á, về cái cảm nhận về hương vị của mình á, thì cái lần đầu tiên mình sử dụng á, mình sẽ thấy là nó sao nó chua quá. Chua lắm các bạn. Nhưng mà cái vị chua này nó không có gắt. Nó sẽ chua ở trong cái khoang miệng của mình thôi. Nhưng mà khi mình nuốt xuống á, thì nó sẽ không có gắt. Và nếu như mà mình đang đói á, thì mình cũng không có bị sót ruột. Cho nên là khi mà cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình uống cái ly quay này á, là nó chua và cảm giác nó giống như là nước ép thật vậy đó. Nhưng mà đối với lại cái vị cam này nè, để tạo ra một cái vị cam mà nó thật nhất có thể là cực kỳ khó. Cho nên là cái cam này á, nó sẽ giống như là uống xê sủi vậy, uống vitamin C vậy. Nhưng mà nó sẽ không có hoàn toàn là giống xê sủi đâu. Nó sẽ hao hao giống như là xê sủi vậy đó. Hay là bạn nào mà có uống những cái nước ép cam mà mua trong siêu thị á, thì cái hương vị nó sẽ na ná như vậy. Nó na ná giống như là một cái hãng nào đó. Nước ép cam của một cái hãng nào đó mà mình từng uống qua, mình không nhớ cái hãng đó. À, cái hãng đó hồi vào đó mình uống là ở bên hàng. Đó, thì cái vị nó na ná y hệt cái nước ép cam của cái hãng đó vậy đó. Là cái dạng nước cam uống liền á, thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Đó, và nó khá là chua. Cho nên á, người ta cũng nói rồi, đây không phải là một dạng protein giống như là những cái protein thông thường. Bỏ nước vô, bỏ bột vô, lắc lên, uống cái ọt hết. Cái này mà uống cái ọt á thì hơi khó. Tại vì nó chua mà. Làm sao mà uống cái ọt được. Cái này á là dùng để thưởng thức. Các bạn có thể uống kèm với là cái bữa ăn của mình. Đó. Và có thể là các bạn đang ngồi ở đâu đó, ở một cái bãi biển nào đó. Đó, các bạn vừa ngồi ngắm biển, vừa ngồi tắm nắng và vừa thưởng thức cái này. Tức là cái clear way này á, nó thiên về cái thưởng thức hơn là cái việc mà pha lên rồi uống liền. Uống liền luôn thì có vẻ là sẽ hơi khó với lại một số người, những ai mà không có thích chua. Thì cái vị chua này á, nó tan rất là nhanh.
các bạn uống vào á, nó sẽ thấy hơi chua ở khoang miệng, và cái vị chua này á, nó sẽ biến mất rất là nhanh, nó không có để lại lâu và nó không có gắt, nó không có sót, cho nên là khá là ok. Và mình cũng khá là thích. Lần đầu tiên mình uống thì mình thấy nó hơi kỳ kỳ, tại mình chưa có uống một cái dòng whey protein nào mang hương vị trái cây như vậy cả. Mình thấy nó hơi kỳ, nhưng mà sử dụng 1-2 ngày thì mình lại thấy khá là thích. Đó, thì khi mà mình ăn cơm hay là khi mà mình ngồi không không, mình làm việc như thế này nè, thì mình cứ pha một bình như thế này và mình uống như là uống nước trái cây vậy đó. Thì nó rất là tuyệt vời luôn, và nó rất là sảng khoái. Đặc biệt là đang trong cái mùa gọi là nắng nóng đỉnh điểm như hiện nay nữa, thì một bình whey protein vị trái cây như thế này á, nó sẽ giúp mình giải khát rất là tốt. Mà cái sự giải khát này nó lại cung cấp cho mình một cái lượng protein rất là ok. Đó, nước trái cây, protein, rất là ok, rất là tuyệt vời luôn. Và đó cũng là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay. Một video chia sẻ nhanh về cái dòng Clear Whey của hãng Upline Nutrition. Và nếu như các bạn muốn mua sản phẩm hay các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm, thì hãy truy cập vào cái đường link mình để ở dưới phần description. Và nếu như các bạn thấy video này hay á, thì hãy like và chia sẻ video này đến bạn bè của mình. Và đừng quên là bấm nút đăng ký cùng với nút chuông bên cạnh để theo dõi thêm nhiều video hơn nữa của Lưu Phinit nhé. Và video này là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này. Và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Cái này nó uống lâu á lại bị nghiện nha. Nó ngon lắm. À. Ok bạn ơi.